Liverpool có thể đổi chủ. Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, lên kế hoạch mời chào các đối tác và sẵn sàng bán lại cổ phần của câu lạc bộ nếu nhận được mức giá hợp lý. FSG thường xuyên nhận được sự quan tâm từ các bên thứ ba muốn trở thành cổ đông của Liverpool. Theo các điều khoản và điều kiện phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét đàm phán với các đối tác nếu điều này mang lại lợi ích tốt nhất cho Liverpool báo Anh The Athletic dẫn lời một đại diện FSG ngày 7 tháng 11. FSG cũng cam kết về mặt thành công của Liverpool cả trong và ngoài sân cỏ. Các ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs hay Morgan Stanley được cho là tham gia trợ giúp quá trình này. Tháng 5 năm 2022, tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes định giá Liverpool ở mức 4,45 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tỷ phú Mỹ tốt Boli tiếp quản Chelsea với giá 5,2 tỷ đô la Mỹ, FSG nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức giá tương xứng. Theo báo Anh Guardian, FSG từng muốn bán Liverpool năm 2018. Khi đó, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em họ của Sheikh Mansour, chủ sở hữu Man City và phó thủ tướng UAE, với giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên, thương vụ này không được thông qua. FSG thuộc quyền sở hữu của tỷ phú John Henry, đồng sáng lập với Tom Werner tập đoàn thể thao này còn sở hữu nhượng quyền thương mại đội bóng chạy bốt tầng Red Sox, mạng lưới truyền hình NESN. 50% cổ phần của Rus Fenway Racing và Fenway Sport Management do John Henry nắm quyền. Tháng 10 năm 2010, FSG mua lại Liverpool từ hai doanh nhân người Mỹ, George Zelet Jr. và Tom Hicks, với giá gần 350 triệu đô la Mỹ. Kể từ đó, Liverpool từng bước lấy lại vị thế nhờ những khoản đầu tư hợp lý của FSG. Trong đó, Henry cùng các cộng sự tu sửa sân Anfield, xây kháng đại mới với tổng phí khoảng 200 triệu đô la Mỹ và xây khu huấn luyện mới tại Kirby với số tiền hơn 50 triệu đô la Mỹ. Họ cũng bổ nhiệm du gần Klopp và mở ra triều đại thành công rực rỡ. Tiếp quản ghế nóng từ Brendan Rodgers năm 2015, huấn luyện viên Đức giúp Liverpool lên ngôi ở Champions League đầu tiên sau 14 năm đoạt danh hiệu ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, một cúp liên đoàn, siêu cúp Anh, cúp FA, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Chọn club, trái, làm huấn luyện viên trưởng từ 2015 được xem là một trong những quyết định đúng đắn nhất của John Henry ở Liverpool. Năm ngoái, FSG bán 11% cổ phần của công ty với giá 750 triệu đô la Mỹ cho Redbit Capital Partner của tỷ phú Gary Cardinan và tái đầu tư số tiền này để nắm cổ phần kiểm soát trong đội khúc côn cầu trên băng NHL Pittsburgh Penguins. FSG hứng chịu nhiều chỉ trích khi Liverpool tham gia vào dự án Super League với 11 câu lạc bộ khác, gồm Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Barca, Atletico, Juventus, Inter và AC Milan. Henry sau đó rút liverpool khỏi Super League và xin lỗi người hâm mộ thông qua đoạn video trên Twitter chỉ hai ngày sau khi giải được công bố thành lập